Chúng ta của 8 năm sau, Lâm bị Như Ý gài bẫy qua đêm khiến cho Dương hiểu lầm. Sự xuất hiện của cô đối tác là Dương trong công ty đã khiến cho Như Ý tức điên lồng lộn, bởi Lâm đã không còn để ý tới mình mà dành toàn bộ thời gian và sự quan tâm cho Dương. Không chịu được nỗi nhục nhã này, Như Ý đã tìm mọi cách để chơi xấu Dương. Thậm chí ngay cuộc hẹn hò quan trọng của Lâm và Dương, cô ả đã chuốc rượu thuốc mê và qua đêm cùng Lâm. Sau đó ả ta đã gửi ảnh nóng đến cho Dương, khiến cho tình cảm Lâm Dương vừa mới hàn gắn đã rơi vào đổ vỡ hiểu lầm. Từ trước tới nay trong công ty, ai cũng xem Như Ý và Lâm là một cặp đã thuộc về nhau. Cô ả tranh xả chảnh cún này, thường xuyên tuyên bố với tất cả mọi người như vậy. Lâm thì không để ý tới chuyện này, bởi anh không hề có chút tình cảm nào với cô. Chẳng qua Lâm đã còn phải chịu sự chi phối từ bố của Như Ý trong kinh doanh làm ăn, nên anh cũng chẳng lên tiếng đôi co làm gì. Và để rồi khi Dương bất ngờ xuất hiện trong vai trò là đối tác của công ty Giang Khánh về dự án nhà mặt trời do Dương tự tay thiết kế, trái tim Lâm sau những năm tháng hiu quạnh đã sống trở lại đầy rạo rực. Anh bắt đầu dành mọi thời gian để quan tâm tới Dương. Trước những sự bêu xấu của Như Ý về Dương, anh đều bỏ ngoài tai, Lâm lại càng yêu Dương tha thiết hơn. Anh muốn giang tay bảo vệ cô trước những bịa đặt tiếng xấu do cô ả Như Ý dàn dựng. Và để rồi, trước sự quan tâm chân thành của Lâm đã làm cho trái tim Dương đầy bồi hồi thổn thức, Lâm đã quyết định tối nay sẽ hẹn Dương để có thể nói rõ lòng mình và ngỏ lời tỏ tình sau những năm tháng xa cách. Nhưng tai vách mạch rừng, tin này đã đến tai của Như Ý, cô ả quyết phải ngăn chặn việc này. Tối hôm đó, Như Ý sắp xếp cuộc hẹn quan trọng với đối tác lớn. Khi Lâm định ủy quyền cho người khác tiếp, thì trực tiếp bố của Như Ý đã tác động từ trên xuống, buộc Lâm không thể từ chối. Hẹn gặp Dương một bữa đã khó, anh cũng thể hủy được. Lâm dự định sẽ đến tiếp khách một chút, rồi đến chỗ hẹn với Dương. Nhưng cô ả Như Ý đã sắp xếp sẵn. Ả ta cho người bỏ một chút thuốc mê vào ly rượu vang, khiến cho Lâm một lát đã hoa mắt, chóng mặt, ríu hết cả mắt. Như Ý cho dìu Lâm về phòng nghỉ tại quán, cô ả cũng tót theo vào. Xa kia, nơi góc hồ, ngày xưa cả Lâm và Dương đã từng hẹn hò, Dương vẫn đứng đấy đợi chờ Lâm mãi, gọi điện cho Lâm cũng không nhắc máy. Vậy là 8 năm sau, Lâm vẫn trêu đùa với tình cảm, tình yêu của mình như vậy. Dương toàn bước chân trở về, trong lòng đầy những ai oán buồn tủi. Bất ngờ, một tin nhắn từ số lạ đến. Dương mở máy ra, cô không tin vào mắt mình nữa. Lâm đứng nằm trên giường, không một mảnh áo che thân, còn bên cạnh là cô ả Như Ý đang ôm ấp, mỉm cười đầy tình tứ. Trái tim Dương như đau nhói lại, không ngờ rằng Lâm chỉ đang trêu đùa với thứ tình cảm mà bấy lâu nay cô đã đặt hết niềm tin để chờ đợi. Dương bước đi lang thang vô định trong cơn mưa tầm tã. Vậy là tình cảm của cả hai vừa mới chớm nở quay lại thì đã gặp bao sóng gió. Liệu rằng Lâm, Dương sẽ phải đối diện với sự việc này ra sao? Lâm phải làm gì mới có thể hóa giải được hiểu lầm này cho Dương biết?